Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử. Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Bà con đồng bào người Thái ở bản Cao Vèo, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn tích cực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ được chúng tôi chuyển đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội thảo. Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng oanh liệt của cách mạng Việt Nam, đánh dấu việc Đảng ta, một đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng nhân dân. Là minh chứng hùng hồn về sự thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm sáng tỏ 4 nội dung cơ bản, gồm khẳng định và làm sâu sắc hơn thành quả ý nghĩa to lớn của phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò của quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự hình thành của khối liên minh công nông, nòng cốt để thu hút các tầng lớp nhân dân trong mặt trận đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Những bài học kinh nghiệm đối với tiến trình cách mạng Việt Nam, phát huy tinh thần và những giá trị của Xô Viết Nghệ Tĩnh trong xây dựng quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh cũng như cả nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trình bày tham luận với chủ đề sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nghệ An đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao nội dung các tham luận, qua đó khẳng định ý nghĩa to lớn, tổng kết, hoàn thiện lý luận, làm rõ hơn vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào 1930-1931, vừa là dịp để tôn vinh, tri ân những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ cách mạng tiền bối, đồng thời khẳng định bài học sâu sắc về sức mạnh của quần chúng nhân dân và tầm quan trọng của vai trò lấy nhân dân làm gốc, khơi dậy và phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường. Tin vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu trong những ngày đầu tháng 9, đó là xã vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cấp xã, huyện, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của người dân, diện mạo nông thôn mới ở Quỳnh Hồng có sự chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển đa ngành nghề, trong đó ưu tiên phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,83%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,5 triệu đồng, tăng gần 9 triệu đồng so với năm 2017. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Trong 9 năm qua, tổng nguồn lực xã Quỳnh Hồng huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt 487 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp giáo dục của xã Quỳnh Hồng. Đồng thời chỉ rõ, thời gian tới xã cần tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời rà soát lập kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Hồng. Trường Trung học cơ sở xã Quỳnh Hồng đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Thông tin mới nhất về dịch cúm gia cầm AH5N6 trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành đã có thêm trại vịt bị nhiễm dịch. Đó là trại vịt của gia đình ông Ngô Chí Nga ở xóm Phú Sơn có 6.500 con vịt, trong đó đã có hàng trăm con bị chết do dịch bệnh. Được biết, trại vịt này liền kề với ổ dịch cúm gia cầm AH5N6 của trại vịt gia đình ông Ngô Chí Thiêm xảy ra vào ngày 2 tháng 9.
xã Nam Thành hiện có 9 trại vịt quy mô từ 2.000 đến gần 7.000 con. Trong khi sông Đào đang trong thời gian đóng nước nên nguồn nước trong ao không được lưu chuyển, ô nhiễm môi trường tại các trại vịt nên dịch dễ lây lan. Được biết, ngay sau khi xảy ra ổ dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp 20.000 liều vaccine cho địa phương tiêm phòng cho các trại vịt trong vùng có nguy cơ cao. Quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, bà con người Thái ở bản Cao Vèo, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đang đẩy mạnh các hoạt động luyện tập văn hóa văn nghệ, vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa góp phần xây dựng đời sống văn hóa dân cư ở cơ sở. Hãy cùng bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An đến với những hoạt động sôi nổi ấy cùng bà con. Từ đầu năm đến nay, đều đặn vào chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần, các thành viên của câu lạc bộ dân ca Thái bản Cao Vèo lại tập trung tại nhà văn hóa cộng đồng bản để cùng nhau tập luyện các làn điệu dân ca Thái. Già có, trẻ có, tất cả đều say mê ca hát. Mọi người vui vẻ chia thành từng đội để luyện tập. Đội ẩm thực, đội dân ca dân vũ và đội công chiến. Mà trong số đó thì có một tổ là có một trưởng nhóm để xây dựng cái tổ nhóm đó. Vì cũng là bản sắc dân tộc riêng của đồng bào cho nên là điều đấy cũng là rất dễ cho các chị em tập. Cùng với khôi phục các câu lạc bộ, hoạt động dân ca, dân vũ, các nghề truyền thống như đan lát, thêu, dệt cũng từng bước hồi sinh. Từ ngày có chủ trương phục hồi các nghề đan lát truyền thống, cụ ông Lam Văn Khun có thêm niềm vui để thể hiện tài năng đan lát của mình. Bình thường thì để dùng, nhưng mà từ khi có cái du lịch cộng đồng thì phát triển đó, thì như vậy tôi bắt đầu đi vào để có cái sản phẩm nhiều hơn. Hoạt động của các nhóm trong câu lạc bộ đã thu hút gần 80 chị em phụ nữ từ lứa tuổi 18 đến 48 tuổi tham gia. Những người có kinh nghiệm đã truyền lửa cho các thành viên trẻ trong các nhóm. Cùng xác định cho đấy là một cái hướng để vừa là cái phát triển văn hóa bảo tồn nhưng lại vừa có thể qua đó để thu hút khách du lịch đến, thì qua đó là cũng tăng thêm cái thu nhập cho gia đình và thôn bản. Phục hồi các nét đẹp văn hóa truyền thống không những góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc mà còn nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa dân cư ở cơ sở trên địa bàn biên giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.